Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi sáng ngày 22 tháng 6 năm 2021. Và trong video clip ngày hôm nay thì đơn vị đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm giường ngủ Louis Hoàng gia Tân Cổ Điển, và kèm theo đó là một chiếc táp đầu giường với cùng kiểu dáng và mẫu mã. Và sản phẩm này thì chúng tôi làm theo một đơn đặt hàng của gia đình nhà chú Toàn đến từ số nhà 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương. Và sản phẩm có kích thước là 2m x 2m2, và chú Toàn có đặt bên cơ sở chúng tôi là hai chiếc giường, một chiếc giường là Louis Hoàng gia Tân Cổ Điển và kèm theo đó là một chiếc giường Louis Hồng Trĩ vách đục trà mai. Và sản phẩm ngày hôm nay thì chúng tôi làm bằng chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Và quý vị đã quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên cơ sở chúng tôi, và sau đó thì chúng tôi sẽ quay kỹ cận cảnh cũng như là báo cáo kích thước độ dày, và sau đó sẽ công bố báo giá công khai để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và sản phẩm của gia đình nhà chú Toàn có kích thước là 2m x 2m2, đầu cao, đầu thấp là dày 10 phân, hàng trương liền đục te. Và sản phẩm này có kích thước chiều cao từ đất lên phần đỉnh trương là cao 1m47 quý vị nhé. 1m47, và phần đỉnh trương thì chúng tôi làm với độ dày là 10 phân và là hàng đục te siêu kỹ. Đó, hàng đục te siêu kỹ và là hàng trương liền. Và những cái sản phẩm của chúng tôi thì luôn luôn có cái mẫu mã cũng như là kiểu dáng nó rất là đẹp quý vị nhé. Và sản phẩm được đục te siêu kỹ. Và cái phần đỉnh trương thì chúng tôi đục đỉnh vòm hoa lan tây, đó, vương miện hoa lan tây, và chúng tôi là hàng đục te siêu kỹ. Và tiếp đến là về phần phông thì chúng tôi làm là phông liền, dày là 3 phân và đục chám hoa mai, đó, đục chám hoa mai, và chúng tôi đục lổi lên là 2 phân, đó, đục rất là lổi quý vị nhé. Và cảm giác như là một bức sofa, đó, ở cái phần phông vách này. Và ở giữa thì chúng tôi là đục họa tiết là hoa lan tây. Đó, phông được chế tác làm liền tấm, đó, liền một tấm, dày 3 phân, đục chám mai, được. Và sản phẩm này thì chúng tôi đục lổi lên là 2 phân, đó, đục rất là lổi. Và bản chân giường thì chúng tôi làm bản chân giường là bản rộng 14 quý vị nhé. Bản chân giường là bản rộng 14 và dày cũng là 10 phân, dày là 10 phân. Và những cái sản phẩm Louis Hoàng gia Tân Cổ Điển là cái mẫu mã được làm theo xu hướng năm 2021. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng cái sản phẩm của tôi, làm rất đẹp quý vị nhé. Về phần trương làm rất là cong, đó, và được chế tác là trương liền nguyên khối, dày là 10 phân và là hàng phông liền dày 3 phân đục chám mai. Và tiếp đến là phần giát giường thì chú Toàn có yêu cầu sửa chúng tôi làm là giát phản liền, đó, và cái mặt giát này thì chúng tôi làm với độ dày là 1 phân rưỡi quý vị, rất là dày nhé. Đó, 1 phân rưỡi, và khung giát là dày 4 phân, đó, khung giát là dày 4 phân. Và chất liệu gỗ hương đá là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao, và đặc biệt là chất gỗ thì cực kỳ là cứng, lặng, chắc và đanh. Và sản phẩm thì nó có giá thành về mặt kinh tế cũng khá là cao. Và một chiếc giường Louis Hoàng gia Tân Cổ Điển với kích thước là 2m x 2m2, đầu cao đầu thấp dày là 10 phân, hàng phông liền, đó. Và cái phần đỉnh trương thì chúng tôi là đục te siêu kỹ, đó, hàng đục te siêu kỹ, và đục vương miện là hoa lan tây. Và sản phẩm này thì chúng tôi đang chào bán cho gia đình nhà chú Toàn với giá là 36 triệu đồng quý vị nhé. 36 triệu đồng cho một chiếc giường Louis Hoàng gia Tân Cổ Điển, và kèm theo đó là một chiếc táp đầu giường với kích thước chiều ngang là 56 và sâu là 47, thì chúng tôi đang chào bán với giá là 5 triệu đồng. Đó, 5 triệu đồng. Ván mặt bên trên là ván liền tấm, dày là 1 phân rưỡi quý vị nhé. Ván mặt bên trên là ván liền dày 1 phân rưỡi, và cái phần khuôn tranh là dày 3 phân. Đó, và thiết kế gồm một cánh và một ngăn kéo. Và quý vị đã yêu thích một trong hai sản phẩm thì có thể liên hệ hoặc kết nối qua Zalo với cơ sở chúng tôi theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 từ quý 0 và 0868 82 từ quý 0. Và địa chỉ của cơ sở đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và quý vị nào có điều kiện ở gần thì có thể qua trực tiếp của cơ sở tôi. Và chúng tôi có sẵn những cái sản phẩm với kích thước là hàng 1m8 x 2m và 2m x 2m2, và đây là phần đầu thấp. Và cái phần đầu thấp này thì chúng tôi vẫn làm với kích thước là phông liền dày 3 phân, đó, phông liền tấm dày 3 phân, và đầu cao với kích thước chiều cao từ đất lên đỉnh bên trên này là 52 phân, đó, 52 phân quý vị nhé. Và cái phần trương bên trên thì chúng tôi làm với độ dày là 9 phân, đó, và bản thành giường thì chúng tôi làm với độ dày là 5 phân, thành giường với độ dày là 5 phân và bảng cao là 25, đó, cao là 25. Và thông thường những sản phẩm trên thị trường chỉ là dày 4 phân và cao là 24, nhưng cái sản phẩm của tôi là dày 5 phân và cao là 25 phân, và được chế tác là liền tấm, đó, liền tấm,
Và sản phẩm này thì chúng tôi bố trí gồm có 9 chiếc thang ở bên dưới, đó, 9 thang ở bên dưới bằng gỗ lim quý vị nhé. Và giát phản dày là 1,5 phân và khung giát là dày 4 phân, hàng trương liền đục tay và là phông liền dày 3 phân đục chạm mai. Và cái sản phẩm chất lượng như này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 36 triệu đồng cho sản phẩm với kích thước là 2m x 2m2. Và ngoài ra thì chúng tôi còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và ở góc kia thì chúng tôi cũng có hai chiếc giường Louis hồng chỉ vách đục chạm mai, và cũng có hai khách hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký đặt mua. Và quý vị đã quan tâm thì có thể qua trực tiếp hoặc là gọi điện với cơ sở chúng tôi theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 và 0868 82. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin phép là kết thúc video clip tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.